Hello, xin kính chào tất cả các bạn nha. Đầu video Dạng cũng xin chúc tất cả các bạn dồi dào sức khỏe nha. Mình không có cái gì là chúc nào tốt đẹp hơn cái lời chúc sức khỏe cho các bạn ơi. Có sức khỏe là có tất cả nha các bạn. Hôm nay mình thấy cái bầy áo dài đỏ này cũng đông quá các bạn ơi. Hôm nay mình đi sớm mình quánh cái bầy áo dài đỏ này mình quay cho các bạn xem nha. Cái bầy này cũng đông nha các bạn. Thì cái bầy áo dài đỏ này cũng được lắm các bạn ơi. Mình với anh Phấn đi nha các bạn. Anh Phấn quánh ở dưới kia, còn mình quánh ở đây nha các bạn. Đó. Cái bầy này đông quá thì hôm nay mình đi quánh cho các bạn xem. Dạo này mình cũng ít ra video các bạn ơi, tại công chuyện quá mình không có đi quánh cho các bạn xem được, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Thôi chừng nào mình vô lưới mình dính mình quay cho các bạn xem nghe các bạn ơi. Dính nè các bạn thấy không? Đó, núp ở dưới nhóc chờ nghe các bạn đó. Đây. Thấy rõ không các bạn? Đó. Nó dính nó núp ở dưới nè các bạn. Bạn không thấy không rõ nha. Rồi, nó dài đó nhiều lắm các bạn ơi. Đây, núp nó rớt cái dưới gì nè các bạn ơi. Đó. Dính núp ở dưới đó mình giăng áo dài nhưng mà bữa nay sao thấy dính ít quá các bạn ơi. Không biết tay bên kia nó dính nhiều không à. Dính toàn là sắc ô là nhiều nha các bạn. Sắc ô không à. Áo già nó dính chắc tay bên kia quá các bạn ơi. Để chút mình qua bên kia mình quay cho các bạn xem nha các bạn. Thử coi tay bên kia nó dính nhiều không nha. Chứ tay bên này thấy nó dính cũng ít áo già quá. Nha các bạn ơi. Rồi dính áo già đỏ nè nha các bạn. Đó. Áo già đỏ nè. Mình thấy đẹp không? Đó nó kìa nha các bạn. Đó già đỏ nè. Đó. Đó nó kìa bạn ơi. Đây. Đó bạn thấy không? Đó. Bây giờ đỏ nhóc luôn nha các bạn. Sắc ô ở giờ đỏ rồi quá trời luôn các bạn ơi. Nó bày luôn kìa các bạn thấy không? Đây để mình cho các bạn xem. Ồ, bày á bạn thấy không? Lên cây rồi, giờ lên cây rồi bạn ơi. Đây. Rồi mình gỡ áo già cho các bạn xem nha. Hồi nãy mình cũng dính được dòng dọc đồ tùm lum hết trơn các bạn ơi. Cặp dòng dọc nó đẹp lắm nha các bạn. Đó, để chút xíu nữa mình quay cho các bạn xem cặp dòng dọc. Áo già nè các bạn. Áo già đen. Đậu ngoài nhóc luôn kìa các bạn. Trời chuyển mưa quá chuyển tới rồi các bạn ơi. Các bạn coi trời chuyển mưa nè. Quá chí rồi. Đó, đây nè, giáp hết trơn rồi nè. Đó, thấy không? Trời chuyển mưa quá các bạn ơi. Thôi mình gác máy mình gỡ thôi chứ giờ mưa dữ lắm, mưa tới rồi. Chắc quay cái kia cho các bạn coi không kịp quá. Quá trời chuyển rồi nè, cơn tới rồi bạn ơi. Mình thấy không? Mình sợ quá. Thôi nha các bạn. Lâu lắm rồi mình mới thấy cặp dòng dọc này nha các bạn. Khá lâu rồi đó. Mấy năm nay rồi mình mới bẫy được cái cặp dòng dọc nghệ này nha các bạn. Dòng dọc nghệ này là khó lắm các bạn, giờ hiếm quá. Lúc trước mình bẫy dính nhiều lắm mà mấy năm nay mình mới thấy coi nè, các bạn thấy đẹp không? Vàng hết người luôn nha các bạn. Ồ, coi nè. Các bạn thấy không? Cặp dòng dọc nghệ này bây giờ khá hấp dẫn. Rồi lúc trước thì bẫy nhiều lắm bạn ơi. Bây giờ hiếm lắm, mấy năm nay rồi mình mới thấy được cặp nè. Dòng dọc nghệ. Dòng dọc nghệ lót ổ rồi các bạn biết rồi, đẹp cực kỳ. Ổ nó vàng cháy luôn, đã ghê thiệt chứ các bạn. Quá 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 đã.
Bạn thấy không, còn dọc này, này là các bạn thấy quá đã rồi, mình thấy mình còn mê nữa nha các bạn. Đó, đẹp đẹp, cái này nuôi lòng la vi là đẹp lắm nha các bạn. Nuôi lòng a vi á, cái này mà thả lòng a vi là cặp manh manh ha, cặp dòng dọc áo già là thả vô đẹp lắm các bạn ơi. Lâu dữ lắm, lâu rồi mình mới thấy cặp dòng dọc nghệ này nha. Đây các bạn ơi, mình về tới nhà rồi, tắm rửa xong mà vẫn còn mưa nè các bạn. Đám mưa gì mà hết nói rồi các bạn ơi. Đó, đám mưa quá, cái đám mưa rồi. Hết nói cái đám mưa, mình mất mưa gần 2 tiếng đồng hồ nha các bạn. Đây, quả của mình đây các bạn ơi. Có áo già nhiều lắm nha các bạn. Áo già nhóc cái chân luôn á. Áo già nhiều lắm. Mưa quá trời mưa luôn rồi. Bữa nay mình bẫy được sắt này nữa nè, dòng dọc nữa nha các bạn. Ước đó nên mưa quá mình cũng không có quay thành quả cho các bạn xem được. Đây à, về tới nhà tắm rửa xong mà vẫn còn mưa mà các bạn thấy không, mưa quá chí rồi. Đây ca phấn gần lên tới nha các bạn. Phấn bữa nay được 200 mấy 300 vậy các bạn ơi, mình cũng được đây cũng 200 vậy. Đó, mưa quá trời mưa. Giờ về tới nhà nè các bạn ơi, tắm rửa xong rồi, lạnh quá trời lạnh luôn rồi, máy móc rồi nè, ướt hết trơn luôn rồi, lứ yết gì máy móc ướt hết trơn. Đó, coi nè, chèm nhem chút nhuốc hết trơn rồi các bạn ơi. Đây nè, ướt hết trơn rồi. Về có bông mà phơi lại thôi các bạn ơi. Xe mình coi nè, banh chạy nát luôn. Mưa ướt mấy con chìm lôi ngôi lót ngót hết trơn rồi. Mình cũng nói các bạn nào nuôi áo dạ thì mình cho người bạn cặp nuôi chơi nha các bạn. Bây giờ mưa con này cao phấn cũng lên tới luôn rồi các bạn ơi. Mưa nghe các bạn, nó không chạy xe ổng nè. Mưa quá trời mưa luôn các bạn ơi. Mưa vậy mà ổng cũng chạy lên nữa nha. Đó, ông vừa tới đây luôn. Vừa tới luôn nha các bạn. Mưa các bạn là hứng nước đầy đầy thùng hết trơn. Đó. Mưa rồi hả? Mới tới luôn á. Quá chí, mưa quá chí. Giờ không chở cái lồng rồi đi. Lồng này còn ngoài đựng gần cá thiên nha các bạn. Giờ chở cái lồng rồi đi. Rồi vừa làm cái lồng chim bự nè các bạn. Đó, một cái hai cái lồng, ba cái lồng đó, mình vừa làm mấy cái lồng này xong để gọng cho nó gọng gọng nha các bạn. Các bạn nào mua mình gọng lại á các bạn, để cho các bạn có các bạn mua. Đó, đây một cái nữa nè, mình vừa làm mà chưa xong nha các bạn. Đó, mình chưa có làm dành. Rồi, mưa quá trời mưa rồi, vừa tắm xong nha các bạn ơi. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây luôn nha các bạn. Nếu các bạn xem clip mình nhớ đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ mình nha. Rồi, mình cực khổ lắm các bạn ơi, chứ không phải là sung sướng gì đâu các bạn thấy không. Mưa mấy tiếng đồng hồ dầm mưa đó. Đây, mình xin hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha. Giá này lại cao phấn chưa lên tới nữa nha các bạn. Thôi mình hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Bye bye các bạn.